Hai Nhữ xin mến chào người anh em nha. Hôm nay mình xin giới thiệu những người anh em cái phần mềm kết nối điều khiển cái con controller Direct 481. Con này là hàng của Mỹ nồi anh em ha. Thì đầu tiên mình cũng sạch đơn rất là đơn giản, mình vào Google ha. Mình gõ cái từ DBX Direct 481 software ha. Thì nó hiện ra đường link, mình click vào. Click vào thì mình download về thôi ha. Rồi vào cái mục download mình download về. Sau khi mình download về ha, mình download về thì mình có cái phần mềm như này, mình sẽ mở cho anh em xem ha. Mở lên thì nó hiện ra cái con mình muốn kết nối, mình click vào ha, click vào. Đấy thì nó sẽ hiện ra cái bảng thông báo này anh em ha. Và đồng thời trên cái cáp kết nối máy tính mình, cái đèn PC nó sẽ sáng lên. Có nghĩa là đang báo là đã kết nối với máy tính ha. Giờ mình mở nhạc cho anh em nghe nè. Đó, sau khi mình kết nối được thì nó sẽ hiện ra cái bảng thông báo như này ha. Đó, thì mình sẽ test cho anh em nghe trước rồi mình sẽ bày sơ qua. Mình đang setup là hai cái full là 12 là full, 34 là sub, 45 là monitor và 67 là monitor luôn. À, mình muốn chung là tùy ý mình muốn setup sao đó, setup yêu cầu sao mình làm như vậy. Ví dụ như có người, nhiều người họ yêu cầu 4 sub 4 full mình cũng làm luôn, hoặc là 2 sub 6 full, hoặc là 1 sub 1 monitor còn như full hết được hết. Nói chung yêu cầu sao mình làm vậy, mình chỉnh theo yêu cầu của anh em mà. Đây là sub này anh em ha, sub ha. Thôi mình giảm âm thanh lại cho nó đỡ ồn ha. Thì cái này nó rất là đơn giản anh em không? Anh em cứ nhìn vào cái phần mềm tí xíu ha. Thì mình click chuột phải vào cái user này nè. Thì nó có rất là nhiều thư viện. À, từ cái cơ user này đến cái thư viện có sẵn trong máy. Có những cái thư viện như có những cái dòng loa Reverler SRX4722X này. À, mình load nó ra. À, mình cứ click vô đây mình load nó ra thôi. Còn nếu mà mình muốn chỉnh theo ý của mình á thì mình ví dụ như mình đã gọi ra một kênh ha, chỉnh theo ý của mình đúng không? Thì đây là cái đầu vào này, click chuột phải vào. À, anh em thấy click vào thì nó sẽ ra đầu vào cho mình chế độ chọn là âm lượng này, rồi các tần số hai bass filter này ha, pin noise rồi có đầy đủ hết không? Đó, đầu vào 1 2 3 4, 4 đầu vào độc lập nhưng mà mình sẽ liên kênh. Ví dụ như mình click vô đây này. Click vô mình chọn link thôi chứ không có sao hết đó. Mình muốn hai kênh cũng được, ba kênh cũng được, bốn kênh cũng được. Muốn chọn đầu vào mấy kênh là chọn không. Rồi tiếp theo nữa là cái BEQ, parameter BEQ, rồi tới cái delay mình muốn chỉnh bao nhiêu thì chỉnh. Rồi tới cái cắt rod, cắt over là cắt tần số. Ví dụ như mình mở một cái giải loa full đi ha. Giải loa full ra thì mình đang cắt ở tần số 2 bass filter nó là 90 Hz. Còn cái low bass thì full giải 20 kg ha. Như vậy thì sao? Như vậy thì 90 Hz đã xuống là nó không cho qua cái lô full. Nó không qua cho lô full mà lô full nó phụ trách từ 90 Hz đến 20 kg ha. Đấy. Rồi mình sẽ mở ra một cái giải sub nữa đi ha. Sub này mình sẽ up là 56 đây. 6 đây. Thì giải sub mình cho chạy là từ 30 Hz đến 100 Hz. Đó. Như vậy thì nói chung là những cái thông số này mình chỉnh rất là đơn giản, anh em cứ vào để chỉnh. Mình kéo tới kéo luôn nó chạy ha, muốn chỉnh sao đó chỉnh tùy theo ý thích. Phần mềm thì rất là đơn giản, có sẵn trên mạng, không có tốn tiền phần mềm giá ha. Mình đang ghép, mình test cho anh em nghe rất là phun rồi là tiếng rất là hay, tiếng rất là hay. Và đang ghép với một con men Reverler 1UDS 41800. Con này hàng mới đập hộp full box. Hôm nay mình lôi ra mình test cho âm luôn không. Anh em thấy mình đang gắn vô hai quả sub với bốn quả full là đánh thoải mái luôn ha. Không có vấn đề gì hết. Công suất con này rất khỏe, 1800W một kênh chế độ 8 ohm và 2400 ở chế độ 4 ohm anh em ạ.
Con này là hàng mới đồng phục, mình bàn đang bán với giá 16.900 ha. Còn con Direct 481 của Mỹ này hả, mà đen ô đen điện áp autovol luôn. Con này mình đang bán với giá 11.500. Mình sẽ tặng kèm cái bộ Direct theo nó đây anh em ha. Mình đã chớ rồi này. Đó, cho anh em show hàng cho anh em thấy luôn. Mình đã chớ bộ Direct. Chớ bộ Direct đầy đủ không? Đủ 12 in nào. Đó, Direct mình chớ rất là ngon, rất là xịn không? Anh em nào mua con Direct này mình tặng kèm 12 cái đầu Direct này luôn. Vừa cắm full box luôn. Cắm full Direct luôn, đủ Direct luôn ha. Đấy, còn nếu mà anh em nào không lấy bộ Direct này á là mình tính con này 11 triệu ha. Đấy, mình báo giá rất chi tiết ha. Mọi chi tiết thì người anh em vui lòng liên hệ 0909 043679. Thân ái chào người anh em.